Harry Potter and the Chamber of Secrets Chapter 16 The Chamber of Secrets Harry Potter và phòng bí mật Chương 16 Phòng chứa bí mật. All those times we were in that bathroom and she was just three toilets away said Ron bitterly at breakfast next day and we could have asked her and now vào bữa điểm tâm sáng hôm sau. John cay đắng nói. Hồi tụi mình luyện thuốc đa dịch, tụi mình lê la bao nhiêu lần trong nhà vệ sinh nữ. Mà con ma khóc nhè thì chỉ cách tụi mình ba buồng tắm chứ mấy. Lẽ ra lúc đó tụi mình đã có thể hỏi chị ấy. Chứ bây giờ. It had been hard enough trying to look for spiders. Escaping their teachers long enough to sneak into a girl's bathroom the girl's bathroom. Moreover, right next to the scene of the first attack was going to be almost impossible. Bây giờ muốn gặp con ma khóc nhè mơ tô cũng gian nan hiểm nghèo không thua chuyện đi tìm những con quái nhền nhện. Làm sao trốn được các giáo sư một lúc đủ lâu để lẻn vào nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh nữ nhé. Đã vậy cái nhà vệ sinh nữ ấy lại nằm kế bên cái hiện trường đã xảy ra cuộc tấn công đầu tiên. Nghe ra không có cái nào có vẻ khả thi cả. But something happened in their first lesson. Transfiguration. That drove the chamber of secrets out of their minds for the first time in weeks. Ten minutes into the class. Professor McGonagall told them that their exams would start on the 1st of June. One week from today. Nhưng trong tiết học đầu tiên của buổi học hôm ấy, vào giờ biến, một vấn đề nảy sinh đã đánh văng khỏi đầu óc bọn trẻ mọi ám ảnh của phòng chứa bí mật. Lần đầu tiên trong vòng nhiều tuần lễ nay, bọn trẻ có một mối lo lớn hơn mối lo về quái vật trong phòng chứa bí mật, ấy là giáo sư McGonagall. Sau khi vào học được 10 phút, thông báo cho bọn trẻ biết về lịch thi, kỳ thi sẽ bắt đầu vào đầu tháng 6, nếu tính từ lúc ra thông báo thì chỉ còn đúng một tuần lễ nữa. Exams How old Seamus Finnegan? We're still getting exams. There was a loud bang behind Harry as Neville Longbottom's wand slipped, vanishing one of the legs on his desk. Vừa nghe xong, Seamus rú lên. Thi hả? Tụi mình vẫn còn phải thi nữa hả? Có một tiếng nổ lớn đằng sau Harry, vì cây đũa phép của Neville tuột rớt xuống làm tiêu một cái chân bàn. Professor McGonagall restored it with a wave of her own wand. And turned, frowning, to Seamus. The whole point of keeping the school open at this time is for you to receive your education. She said sternly. The exams will therefore take place as usual. And I trust you are all studying hard. giáo sư McGonagall -er lập tức dùng cây đũa phép của mình hô biến cho cái chân bàn tái hiện ra. Xong giáo sư quay lại phía Seamus, nghiêm nghị, lạnh lùng bảo. Toàn bộ lý do khiến nhà trường vẫn phải hoạt động trong những ngày này, chính là để cho các trò được học hành chu đáo. Vì vậy những kỳ thi vẫn diễn ra như bình thường, và cô tin rằng tất cả các trò đều sẽ cố gắng học hành chăm chỉ. Studying hard It had never occurred to Harry that there would be exams with the castle in this state. There was a great deal of mutinous muttering around the room, which made Professor McGonagall scowl even more darkly. Học hành chăm chỉ, Harry không thể nào nghĩ ra là vẫn phải thi cử khi mà lâu đài đang ở trong tình cảnh như vậy. khắp phòng dậy lên tiếng gì dầm phản đối khiến giáo sư McGonagall càng thêm cáu kỉnh một cách dầu dĩ. Professor Dumbledore's instructions were to keep the school running as normally as possible. She said. And that. I need hardly point out. Means finding out how much you have learned this year. Chỉ thị của giáo sư Dumbledore là cố hết sức giữ cho trường chúng ta vẫn hoạt động bình thường. Và. Có lẽ cô cũng không cần phải nói ra, điều đó có nghĩa là phải bảo đảm được chất lượng học tập trong niên học này của các trò, xem các trò tiếp thu được bao nhiêu. Harry looked down at the pair of white rabbits he was supposed to be turning into slippers. What had he learned so far this year? He couldn't seem to think of anything that would be useful in an exam. Ron looked as though he'd just been told he had to go and live in the Forbidden Forest. Harry ngó xuống hai con thỏ trắng mà nó có nhiệm vụ biến thành hai chiếc dép. Nó đã học hành được bao nhiêu trong niên học này? Tính đến nay, kiến thức của nó thật không đủ xài được cho một kỳ thi. Vẻ mặt của John còn thê thảm hơn cả Harry. Trong mặt John thì cứ như thể nó vừa nhận được lệnh đi vào khu rừng cấm mà sống vậy. Can you imagine me taking exams with this? He asked Harry, holding up his wand, which had just started whistling loudly. John giơ cây đũa phép tê e tô của mình lên mà hỏi Harry: "Bố có thể nào tưởng tượng ra được là mình sẽ thi bài phép thuật với cây đũa phép này không?" Cây đũa phép bắt đầu húi sáo véo von. Three days before their first exam. Professor McGonagall made another announcement at breakfast. I have good news. She said. And the great hall, instead of falling silent, erupted. Dumbledore's coming back. Several people yelled joyfully. Ba ngày trước kỳ thi thứ nhất, giáo sư McGonagall lại đưa ra một thông báo khác ở bữa điểm tâm. Giáo sư vừa nói, cô có một tin tốt lành. Thì cả sảnh đường, thay vì im lặng, đã vội nhao nhao lên. Thầy Dumbledore trở về. You've caught the air of Slytherin. Squealed a girl at the Ravenclaw table. Quidditch matches are back on. Roared Wood excitedly. Một cô bé bên nhà Ravenclaw hét lên đã bắt được người kế vị Slytherin. Còn út thì gầm như sấm nổ. Tiếp tục các trận thi đấu quyết đấy. When the hubbub had subsided, Professor McGonagall said, Professor Sprout has informed me that the mandrakes are ready for cutting at last. Tonight, we will be able to revive those people who have been petrified. I need hardly remind you all that one of them may well be able to tell us who or what attacked them. I am hopeful that this dreadful year will end with our catching the culprit. Khi sự huyên náo lắng xuống, giáo sư McGonagall nói. Giáo sư Sprout đã báo cho cô biết là nhân sâm này đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay, chúng ta có thể hồi sinh những người đã bị hóa đá cô khỏi cần nói chắc các con cũng hiểu, là một trong những người bị hóa đà ấy có thể sẽ nói cho chúng ta biết ai, hay cái gì, đã tấn công họ. Cô hy vọng khi niên học kinh khủng này kết thúc thì thủ phạm đã bị bắt rồi. There was an explosion of cheering. Harry looked over at the Slytherin table and wasn't at all surprised to see that Draco Malfoy hadn't joined in. Ron, however, Was looking happier than he'd looked in days. Tức thì nổ ra một trận hoan hô ầm ĩ. Harry ngó qua bên bàn ăn nhà Slytherin thấy Draco Malfoy chẳng thèm hưởng ứng cuộc giao mừng này, và Harry không hề lấy đó làm lạ. Tuy nhiên, John tỏ ra vui hơn mấy ngày qua. It won't matter that we never asked Myrtle. Then, he said to Harry, Hermione'll probably have all the answers when they wake her up. Mind you. She'll go crazy when she finds out we've got exams in three days' time. She hasn't studied. It might be kinder to leave her where she is till they're over. Nó nói nhỏ với Harry. Vậy là tụi mình cũng khỏi cần phải hỏi thăm con ma khóc nhè mơ tồ làm gì hả? Có lẽ Hermione sẽ có đủ mọi câu trả lời khi bạn ấy tỉnh lại. Chà, để rồi bồ coi cô nàng sẽ điên tiết sốt vó lên khi biết chỉ còn 3 ngày nữa là bắt đầu thi. Suốt thời gian qua Hermione có được học hành gì đâu, thà để cho Hermione cứ hóa đá còn hơn hồi sinh cô nàng trong lúc này. Cứ đợi thi xong rồi hẵng hồi sinh Hermione có phải là hay hơn không? Just then, Ginny Weasley came over and sat down next to Ron. She looked tense and nervous. And Harry noticed that her hands were twisting in her lap. Vừa lúc đó, cô bé Ginny đến ngồi bên cạnh John, trông cô bé hết sức căng thẳng, lo âu. Harry để ý thấy hai bàn tay cô bé đặt trên đùi một cứ vặn vẹo nhau một cách hổ sở. What's up? said Ron, helping himself to more porridge. Ginny didn't say anything, But glanced up and down the Gryffindor table with a scared look on her face that reminded Harry of someone, though he couldn't think who. Spit it out," said Ron, watching her. John vừa múc thêm cháo vào đĩa của mình vừa hỏi em gái, "Có chuyện gì vậy?" Gini không nói gì. nhưng liếc lên ngó xuống dãy bàn ăn của nhà Gryffindor với nét mặt sợ sệt gợi Harry nhớ đến một người, nhưng nó không thể nghĩ ra là người nào. John vẫn ngó em gái, bảo. Cứ nói ra đi. Harry suddenly realized who Ginny looked like. She was rocking backward and forward slightly in her chair. Exactly like Dobby did when he was teetering on the edge of revealing forbidden information. Bỗng nhiên Harry sực nghĩ ra Ginny giống ai, cô bé lắc lư trên chiếc ghế của mình, trong y chang Dobby khi con gia tinh này sắp sửa tiết lộ điều bí mật bị cấm đoán. I've got to tell you something. Ginny mumbled, carefully not looking at Harry. What is it? said Harry. Ginny cẩn thận tránh không ngước nhìn Harry, lẩm bẩm nói em phải nói với anh một điều. Harry hỏi. Điều gì vậy? Ginny looked as though she couldn't find the right words. What? Said Ron. Ginny có vẻ như đang đắn đo lựa chọn từ ngữ. John sốt ruột hỏi dồn. Chuyện gì? Ginny opened her mouth. But no sound came out. Harry leaned forward and spoke quietly, so that only Ginny and Ron could hear him. Is it something about the Chamber of Secrets? Have you seen something? Someone acting oddly. Ginny há miệng nói, nhưng chẳng thốt ra được tiếng nào. Harry trồm tới trước, nói nhỏ để cho chỉ có John và Ginny là nghe được. Có phải chuyện liên quan đến phòng chứa bí mật không? Em thấy cái gì đó phải không? Có ai đó đã hành động quấy gở hả? Ginny drew a deep breath in. At that precise moment, Percy Weasley appeared, looking tired and wan. If you've finished eating, I'll take that seat. Ginny, I'm starving. I've only just come off patrol duty. Ginny hít sâu một hơi và đúng lúc cô bé sắp bắt đầu nói thì huynh trưởng Percy xuất hiện, trông mệt mỏi xanh xao hết sức. "Nếu em đã ăn xong thì nhường chỗ cho anh, Ginny à, anh đang đói chết được đây. Anh vừa mới xong ca trực cần tra canh phòng ban đêm." Ginny jumped up as though her chair had just been electrified, gave Percy a fleeting, frightened look and scampered away. Percy sat down and grabbed a mug from the center of the table. Percy said Ron angrily. She was just about to tell us something important. Ginny nhảy bắn ra khỏi ghế như thể bị điện giật, cô bé nhìn trộm Percy với ánh mắt hoảng sợ, né tránh và lỉnh nhanh đi chỗ khác. Percy ngồi xuống, thò tay với lấy cái bình trà đặt giữa bàn. Ron tức tối nói. "Anh Percy, Ginny sắp sửa nói cho tụi em biết một chuyện quan trọng." Halfway through a gulp of tea, Percy choked. "What sort of thing?" he said, coughing. "I just asked her if she'd seen anything odd, and she started to say, "Oh, that. That's nothing to do with the Chamber of Secrets." said Percy at once. Percy vừa hớp nửa ngụm trà thì ngừng lại như bị mắc nghẹn, anh húng hắng ho. Chuyện bá láp gì hả? Em vừa mới hỏi nó là nó có thấy cái gì bất thường không? Và nó sắp sửa nói thì Percy gạt phát đi. Ồ, cái chuyện đó hả? Chẳng có dính dáng gì tới phòng chứa bí mật hết. How do you know?" said Ron. His eyebrows raised. "Well, er, if you must know, Ginny, er, walked in on me the other day when I was, well, never mind. The point is, she spotted me doing something, and I, um, I asked her not to mention it to anybody. I must say." I did think she'd keep her word. It's nothing. Really. I'd just rather. Giòn nhướn lông mày hỏi. Làm sao anh biết? À. Ah, ờ. Uh, em phải biết là hôm nọ ghi uh, Ờ. Tình cờ bắt gặp anh đang. Đang. Mà thôi. Đừng bận tâm chuyện đó nữa. Vấn đề là nó bắt gặp anh đang làm một chuyện mà anh. Ờ. Uh, anh nhờ nó giữ kín dùm, đừng có nói lung tung cho mọi người biết. Anh phải công nhận là Ginny rất kín miệng, biết giữ lời. Mà thực ra thì cũng không có gì. Thực ra thì anh nên. Harry had never seen Percy look so uncomfortable. What were you doing, Percy? said Ron, grinning. Go on, tell us. We won't laugh. Percy didn't smile back. Pass me those rolls, Harry. I'm starving. Percy có vẻ khổ sở hết sức. Harry chưa bao giờ thấy anh tỏ ra như vậy. John Ted miệng cười, gạn hỏi. Lúc đó anh bị bắt gặp đang làm gì hả anh Percy? Nói đi mà, tụi em không cười anh đâu. Percy cũng không thèm cười. Harry, do anh mấy ổ bánh mì. Anh sắp chết vì đói rồi. Harry knew the whole mystery might be solved tomorrow without their help. But he wasn't about to pass up a chance to speak to Myrtle if it turned up. And to his delight it did. Mid-morning, when they were being led to History of Magic by Gilderoy Lockhart, Harry vẫn biết là không cần tới sự tham gia của tụi nó thì toàn bộ bí mật về những chuyện xảy ra trong lâu đài cũng vẫn có thể được phanh vui. Tuy nhiên, nếu có cơ hội để trò chuyện với con ma khóc nhè mơ tồ thì nó sẽ quyết không bỏ qua, vì nó khoái biết chừng nào khi cơ hội đó bỗng nảy ra, vào giữa buổi sáng. Khi tụi nó đang được thầy Lockhart lùa sang phòng học môn lịch sử pháp thuật. Lockhart, who had so often assured them that all danger had passed, Only to be proved wrong right away, was now wholeheartedly convinced that it was hardly worth the trouble to see them safely down the corridors. His hair wasn't as sleek as usual. It seemed he had been up most of the night, patrolling the fourth floor. Thầy hát lâu nay cứ mỗi lần bảo đảm với tụi nhỏ là mọi nguy hiểm đã qua, thì y như ngay sau đó một tai họa khác xảy ra ngay. Như thể để phủ nhận lời thầy, lần này thầy cũng hết sức hăng hái cam đoan là không còn gì đáng lo sợ nữa. Chuyện hộ tống bọn học trò đi trong hành lang đến các lớp học là chuyện không cần thiết chút nào. Có lẽ tại thầy đã phải thức nhiều đêm để tuần tra canh gác trên tầng lầu thứ tư. Mark my words, he said, ushering them around a corner. The first words out of those poor petrified people's mouths will be, it was Hagrid, frankly. I'm astounded Professor McGonagall thinks all these security measures are necessary. Khi lùa bọn học trò quẹo qua một khúc quanh, thầy Lockhart nói. Hãy ghi nhớ lời của ta để nghiệm xem có đúng hay không nhé. Những lời đầu tiên mà những kẻ đã bị hóa đá sẽ nói ra khi tỉnh lại là, chính lão Hagrid là thủ phạm, thành thực mà nói. Ta không tán thành giáo sư McGonagall lắm về những biện pháp an ninh không cần thiết này. I agree, sir, said Harry, making Ron drop his books in surprise. Thank you, Harry, said Lockhart graciously while they waited for a long line of Hufflepuffs to pass. I mean, we teachers have quite enough to be getting on with, without walking students to classes and standing guard all night. Harry vọt miệng nói. con đồng ý với thầy. John kinh ngạc đến nỗi làm rớt luôn cuốn sách đang cầm trên tay. Thầy Lockhart hòa nhã nói. Cảm ơn, Harry. Lúc đó họ phải đứng lại chờ cho một hàng dài học sinh bên dài Hufflepuff đi ngang qua, thầy Lockhart nói với vẻ độ lượng. Ta chỉ muốn nói là các thầy cô giáo thực ra thì cũng đủ chuyện để làm rồi. Không cần thêm chuyện đi lùa học sinh vào lớp và đứng canh gác suốt đêm nữa. That's right. Said Ron. Catching on. Why don't you leave us here? Sir. We've only got one more corridor to go. John đã hiểu ý của Harry nên đón bắt câu nói của thầy Lockhart ngay. Đúng vậy, thưa thầy. Hay là thầy cứ để tụi con lại đây? Chỉ còn có một hành lang nữa là tới rồi. You know. Weasley. I think I will. Said Lockhart. I really should go and prepare my next class. And he hurried off. Thầy Lockhart nói. John à, cho biết đấy, ta nghĩ ta nên làm như vậy, thực tình ta cũng phải đi chuẩn bị cho buổi dạy kế tiếp của ta. Thế là thầy vội vã đi mất. Prepare his class. Ron sneered after him, gone to curl his hair. More like. John mũi, nói nhỏ. Chuẩn They let the rest of the Gryffindors draw ahead of them, then darted down a side passage and hurried off toward Moaning Myrtle's bathroom. But just as they were congratulating each other on their brilliant scheme, Potter. Weasley. What are you doing? Dù sao thì John và Harry cũng có được cơ hội tách ra khỏi đám học sinh nhà Gryffindor đang đi phía trước, lỉnh ra sau và vọt qua một lối nhỏ, vội vàng hướng về buồng tắm của con ma khóc nhẹ mơ tố. Hai đứa đang hí hửng tán tụng nhau về sự thành công của âm mưu này, thì... Harry, John, các con làm gì ở đây? It was Professor McGonagall, and her mouth was the thinnest of thin lines. We were. We were. Ron stammered. We were going to. To go and see. Hermione. Said Harry. Chính là giáo sư McGonagall. Hai làn môi của cô mím lại mỏng dính chưa từng thấy. John lúng ba lúng búng. Tụi con. Uh. Ah. Tụi con. Tụi con định đi. Uh. Ah. Đi gặp A. Ah, uh. Harry nhanh chí bổ sung ngay. Hermione. Ron and Professor McGonagall both looked at him. We haven't seen her for ages. Professor. Harry went on hurriedly. Treading on Ron's foot. And we thought we'd sneak into the hospital wing. you know. And tell her the mandrakes are nearly ready in. Ear. Not to worry. Cả John và giáo sư McGonagall đều nhìn Harry. Nó khoeo chân John một cái. Rồi vội nói tiếp. Thưa cô. Lâu lắm rồi tụi con không được gặp Hermione. Tụi con tính đi. Ờ. Lẻn vào bệnh thất. Để nói cho Hermione biết là nhân sâm đã gần dùng được rồi và bảo Hermione ơ cứ yên tâm, đừng lo sợ nữa. Professor McGonagall was still staring at him. And for a moment, Harry thought she was going to explode. But when she spoke, it was in a strangely croaky voice. Giáo sư McGonagall vẫn nhìn Harry chăm chăm, khiến nó tin là chỉ một tích tắc nữa là bà sẽ bùng nổ. Nhưng khi bà cất tiếng nói, thì giọng bà khàn khàn một cách lạ lùng. Of course. She said. And Harry, amazed, saw a tear glistening in her beady eye. Of course. I realize this has all been hardest on the friends of those who have been. I quite understand. Yes. Potter. Of course, you may visit Miss Granger. I will inform Professor Binns where you've gone. Tell Madam Pomfrey I have given my permission. Dĩ nhiên. Harry và John kinh ngạc nhìn giọt nước mắt lấp lánh ở khóe mắt của giáo sư McGonagall. Bà nói tiếp. Dĩ nhiên là cô hiểu điều này. Bạn bè bị nạn như vậy thì thật là một thử thách lớn. Cô hiểu chứ? Ừ, Harry à. Dĩ nhiên con được phép đến thăm Hermione. Cô sẽ báo lại cho giáo sư Bin biết là con đi đâu. Nhớ nói với bà Pomfrey là cô đã cho phép. Harry and Ron walked away, hardly daring to believe that they'd avoided detention. As they turned the corner, they distinctly heard Professor McGonagall blow her nose. "That," said Ron fervently, "was the best story you've ever come up with." He Harry và Ron bước đi, hai đứa vẫn còn chưa tin được là tụi nó lại thoát được một phen cấm túc nữa, quẹo qua góc tường. Tụi nó còn nghe rõ tiếng sụt sịt mũi của giáo sư McGonagall. John nhiệt thành nói. Quả là câu chuyện hay nhất mà bồ bịa ra được đấy? They had no choice now but to go to the hospital wing and tell Madame Pomfrey that they had Professor McGonagall's permission to visit Hermione nhưng tụi nó cũng không thể nào không ghé bệnh thất nói với bà Pomfrey là giáo sư McGonagall đã đạc ân cho phép tụi nó đến thăm Hermione. Madam Pomfrey let them in. But reluctantly. There's just no point talking to a petrified person. She said. And they had to admit she had a point when they'd taken their seats next to Hermione. Bà Pomfrey cho tụi nó vào một cách bất đắc dĩ, Bà nói. Nói chuyện với người bị hóa đá thì có ý nghĩa quái gì kia chứ? Phải đến khi ngồi xuống bên cạnh Hermione, hai đứa mới phải công nhận là nhận xét của bà Pomfrey quả là chỉ lý. It was plain that Hermione didn't have the faintest inkling that she had visitors. And that they might just as well tell her bedside cabinet not to worry for all the good it would do. Rõ ràng là chẳng có chút xíu dấu hiệu gì cho thấy Hermione biết rằng mình đang có bạn đến thăm, hoặc hiểu được tí nào những lời động viên an ủi ân cần của tụi nó lải nhải bên cạnh giường. Wonder if she did see the attacker. Though, said Ron, looking sadly at Hermione's rigid face, because if he sneaked up on them all, no one'll ever know nhìn vẻ mặt bất động vô hồn của Hermione, John buồn sâu sắc. mình tự hỏi liệu Hermione có nhìn thấy ai tấn công mình không, bởi vì nếu kẻ đó len lén đột nhập chẳng hạn, thì ai mà biết được đó là ai chứ. But Harry wasn't looking at Hermione's face. He was more interested in her right hand. It lay clenched on top of her blankets. And bending closer, He saw that a piece of paper was scrunched inside her fist. nhưng lúc đó, Harry không nhìn gương mặt Hermione. nó lại chú ý đến bàn tay phải của bé. Bàn tay nắm chặt đặt trên chân đắp ngang mình. khi Harry cúi xuống gần hơn, nó nhìn thấy một miếng giấy bị vò trong bàn tay nắm chặt của Hermione. Making sure that Madame Pomfrey was nowhere near, he pointed this out to Ron. Try and get it out. Ron whispered. Shifting his chair so that he blocked Harry from Madame Pomfrey's view. Nhìn quanh để biết chắc bà Pomfrey không có mặt lúc đó. Harry chỉ cho John xem. John thì thầm. Tìm cách lấy nó ra coi. Nó kéo cái ghế để che chắn cho Harry khuất tầm nhìn của bà Pomfrey. It was no easy task. Hermione's hand was clamped so tightly around the paper that Harry was sure he was going to tear it. While Ron kept watch, he tugged and twisted. And at last, after several tense minutes, the paper came free. Công việc cũng không phải dễ. Bàn tay của Hermione nắm tờ giấy đến nỗi Harry e là mình đến phải xé tờ giấy mất, trong khi Harry loay hoay cậy cục suốt mấy phút căng thẳng mới gỡ được mẩu giấy ra. It was a page torn from a very old library book. Harry smoothed it out eagerly and Ron leaned close to read it. 2. Đó là một trang sách ré ra từ một cuốn sách rất cũ trong thư viện. Harry hăm hở vuốt cho tờ giấy thẳng ra và cùng John cúi sát xuống đọc. Of the many fearsome beasts and monsters that roam our land. There is none more curious or more deadly than the Basilisk, known also as the King of Serpents. Trong số những ác thú và quái vật đáng sợ đi lang thang trên mảnh đất của chúng ta, không có con nào lạ lùng hơn và nguy hiểm hơn con Basilisk. Chú thích, tử xà Basilisk là con rắn có cái nhìn và hơi thở chết người trong chuyện thần thoại, còn được gọi là tử xà. This snake which may reach gigantic size and live many hundreds of years, is born from a chicken's egg, hatched beneath a toad. its methods of killing are most wondrous, for aside from its deadly and venomous fangs, the basilisk has a murderous stare, and all who are fixed with the beam of its eye shall suffer instant death. và đạt tới kích thước lớn kinh hồn. Nó được vôi thai trong một cái trứng gà, nhưng được một con cóc ấp nở ra. Phương cách giết người của nó thật kỳ lạ, ngoài những chiếc răng nanh có nọc độc chết người, tất cả những ai bắt gặp ánh mắt của tử xà, thì chỉ một cái nhìn cũng đủ chết ngay lập tức. Spiders flee before the basilisk, for it is their mortal enemy, and the basilisk flees only from the crowing of the rooster which is fatal to it. Nhìn nhện thường trốn chạy trước khi tử xa xuất hiện, bởi vì đó là kẻ tử thù của chúng, và tử xa thì chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng gáy của gà trống. Tiếng gà trống gáy là tai họa trí tử đối với tử xa. And beneath this, a single word had been written. In a hand Harry recognized as Hermione's. Pipes. It was as though somebody had just flicked a light on in his brain. Ron. He breathed. This is it. This is the answer. The monster in the chambers a Basilisk. A giant serpent. That's why I've been hearing that voice all over the place. and nobody else has heard it. It's because I understand Như thể có ai đó vừa bật một ngọn đèn trong đầu Harry. Nó thở hổn hển. John, đúng là đây rồi. Đây đúng là câu trả lời. Con quái vật trong phòng chứa bí mật chính là con tử xà. Một con chăn khổng lồ. Chính vì vậy mà mình nghe được tiếng nói bí mật khắp lâu đài. Trong khi không ai khác có thể nghe thấy. Đó là do mình có khả năng nghe hiểu được xà ngữ. Harry looked up at the beds around him. The basilisk kills people by looking at them. But no one's died. Because no one looked it straight in the eye. Colin saw it through his camera. Harry ngước nhìn những cái giường chung quanh vỡ lẽ dần. Tử xà giết người bằng cách nhìn vào mắt họ nhưng mấy người ở đây không ai chết bởi vì không ai nhìn thẳng vào mắt nó. Colin nhìn nó qua ống kính máy chụp hình. The basilisk burned up all the film inside it. But Colin just got petrified. Justin. Justin must have seen the basilisk through nearly headless Nick. Nick got the full blast of it. But he couldn't die again. Cái nhìn của Tử Xà đã đốt cháy tất cả phim trong máy chụp hình. Còn Colin thì bị hóa đá. Còn Justin? Justin hẳn là nhìn thấy Tử Xà xuyên qua thân hình trong suốt của Nick Sweet mất đầu là kẻ lãnh đủ hiệu lực cái nhìn của Tử Xà. Nhưng con ma đâu có thể chết thêm lần nữa. And Hermione and that Ravenclaw prefect were found with a mirror next to them. Hermione had just realized the monster was a basilisk. I bet you anything she warned the first person she met to look around corners with a mirror first. And that girl pulled out her mirror. And còn Hermione và chị huynh trưởng bên nhà Ravenswap thì được phát hiện với một cái gương bên cạnh. Hẳn là Hermione đã nhận ra con quái vật chính là từ xa mình dám cá là Hermione ngay lập tức đã khuyên bảo người đầu tiên mà cô bé gặp là hãy dùng một cái gương soi để ngó chừng các góc tường trước khi đi qua. Và chị bên nhà Ravenswap đã rút ra một cái gương soi. Và... Ron's jaw had dropped. And Mrs. Norris. He whispered eagerly. Harry thought hard. Picturing the scene on the night of Halloween. Miệng giòn lại hà hốc ra. Nó nôn nóng hỏi nhỏ. Còn bà Norris? Harry suy nghĩ một hồi. Hình dung lại cảnh trí đêm hội ma. The water. He said slowly. The flood from moaning Myrtle's bathroom. I bet you Mrs. Norris only saw the reflection. Nó nói chậm rãi. Nước sàn buồng tắm của con ma khóc nhè mơ tô lúc đó ngập nước. Mình đoán là bà Norris chỉ nhìn thấy bóng phản chiếu. He scanned the page in his hand eagerly. The more he looked at it, the more it made sense. The crowing of the rooster is fatal to it. He read aloud. Hagrid's roosters were killed. The heir of Slytherin didn't want one anywhere near the castle once the chamber was opened. Spiders flee before it. It all fits. Harry ham hở dò theo tờ giấy trong tay. Càng đọc kỹ càng thấy rõ dần. Nó đọc to. Tiếng gáy của gà trống là tai họa trí tử đối với tử xa. Hèn gì mấy con gà trống của bác Hagrid bị giết. Người kế vị Slytherin không muốn có con gà trống nào quanh quẩn gần lâu đài một khi phòng chứa bí mật được mở ra, nhền nhện thường trốn chạy trước khi tử xa xuất hiện, hoàn toàn phù hợp. But how's the basilisk been getting around the place? Said Ron. A giant snake. Someone would have seen. John vẫn thắc mắc. Nhưng làm cách nào mà tử xa di chuyển quanh lâu đài được? Lồ, Harry, however, pointed at the word Hermione had scribbled at the foot of the page. Pipes, he said. Pipes. Ron, it's been using the plumbing. I've been hearing that voice inside the walls. nhưng Harry đã chỉ vào hai chữ viết tay của Hermione ở cuối trang sách bị xé rời. Nó nói. Ống nước, ống nước, đúng rồi, John, nó dùng hệ thống ống nước để di chuyển. Mình nghe tiếng nói bí ẩn vang lên từ bên trong những bức tường. Ron suddenly grabbed Harry's arm. The entrance to the chamber of secrets. He said hoarsely. What if it's a bathroom? What if it's in? Moaning Myrtle's bathroom. Said Harry. John thình lình chụp cánh tay Harry. Giọng nó khác hẳn. Lối vào phòng chứa bí mật. Không chừng là một cái buồng tắm. Không chừng nó ở ngay trong. Harry tiếp lời. Buồng tắm của con ma khóc nhẹ mơ tố. They sat there. Excitement coursing through them, hardly able to believe it. This means," said Harry. "I can't be the only parcel mouth in the school. The heir of Slytherins, one, two. That's how he's been controlling the basilisk." Hai đứa ngồi chơi ra đó, khó tin nổi chuyện đó. Toàn thân trong tình trạng bị kích động mạnh, Harry nói.

John chớp mắt lia lịa. Bây giờ tụi mình làm sao đây? Tụi mình có nên đi gặp trực tiếp giáo sư McGonagall không? Harry đứng phát dậy. Đi, tụi mình đi đến phòng giáo sư đi. Chắc 10 phút nữa là cô có mặt ở đó. Gần tới giờ ra chơi rồi. They ran downstairs. Not wanting to be discovered hanging around in another corridor. They went straight into the deserted staff room. It was a large, panelled room full of dark wooden chairs. Harry and Ron paced around it, too excited to sit down. But the bell to signal break never came. phòng lúc đó chẳng có ai. Căn phòng này rộng lớn, tường đóng ván gỗ, đầy những bàn ghế gỗ sậm màu. Harry và John hồi hộp quá, không thể ngồi yên được, đành đi qua đi lại loanh quanh căn phòng. nhưng tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi không bao giờ vang lên. Instead, echoing through the corridors came Professor McGonagall's voice. Magically magnified, all students to return to their house dormitories at once. All teachers return to the staff room. Immediately. Please. Thầy cho tiếng chuông là tiếng của giáo sư McGonagall. Đã được pháp thuật hóa để tăng âm lên nhiều lần. Đang vang dội trong khắp các hành lang. Tất cả học sinh trở về phòng ngủ của nhà mình ngay. Tất cả các giáo sư xin mời các vị trở về phòng giáo sư ngay lập tức. Harry wheeled around to stare at Ron. Not another attack. Not now. What'll we do? said Ron. Aghast. Go back to the dormitory. No. said Harry. Glancing around. Harry say mình để nhìn John chân chân. Chẳng lẽ lại là một cuộc tấn công nữa? Không lẽ đúng lúc này? John King hãi hỏi. "Tụi mình làm gì đây? Trở về phòng ngủ hả?" "Không." Harry nhìn quanh. There was an ugly sort of wardrobe to his left, full of the teachers' cloaks. "In here. Let's hear what it's all about. Then we can tell them what we've found out." Bên trái có một cái tủ, thuộc loại quần áo xấu xí, mắc đầy những tấm áo choàng của các giáo sư. Nó bảo John, "Vào đây, để nghe coi có chuyện gì, rồi mình sẽ thưa lại những gì tụi mình vừa biết được." They hid themselves inside it, listening to the rumbling of hundreds of people moving overhead and the staff room door banging open. from between the musty folds of the cloaks they watched the teachers filtering into the room some of them were looking puzzled others downright scared then professor mcgonagall arrived it has happened she told the silent staff room a student has been taken by the monster right into the chamber itself hai đứa trốn áo Lắng nghe tiếng chân dồn dập của hàng trăm người đang bước phía trên đầu tụi nó, và rồi cánh cửa phòng giáo sư mở ra, giữa đám áo choàng bốc mùi mốc, hai đứa trố mắt nhìn các thầy cô đang lần lượt kéo vào phòng, một số trông rất hoang mang, một số thì nét sợ hãi không giấu được trên gương mặt, rồi giáo sư McGonagall bước vào, giáo sư lên tiếng trong căn phòng hết sức yên lặng. Lại mới có một cuộc tấn công nữa xảy ra một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi, đem vào chính phòng chứa bí mật. Professor Flitwick let out a squeal. Professor Sprout clapped her hands over her mouth. Snape gripped the back of a chair very hard and said, "How can you be sure?" Giáo sư Flitwick kêu ré lên một tiếng hoảng sợ. Giáo sư Sprout thì dơ hai tay lên bụng miệng. Thầy Snape nắm chặt lưng ghế hỏi lại làm sao bà biết chắc như thế. The heir of Slytherin, said Professor McGonagall, who was very white, left another message right underneath the first one. Her skeleton will lie in the chamber forever. giáo sư McGonagall đáp. người kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa ngay phía dưới thông điệp thứ nhất bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong phòng chứa bí mật. Giáo sư McGonagall đã trắng bệch như tờ giấy trắng. Professor Flitwick burst into tears. Who is it? said Madame Hooch, who had sunk, weak need, into a chair. Which student? Ginny Weasley, said Professor McGonagall. Harry felt Ron slide silently down onto the wardrobe floor beside him. Giáo sư Flitwick hòa khóc. Bà hút hiệu chân ngã ngồi xuống một chiếc ghế. Bà hỏi. Trò nào vậy? Giáo sư McGonagall đáp. Ginny Weasley. Harry cảm nhận được John lặng lẽ ngã xuống đống áo choàng. Bên cạnh nó, We shall have to send all the students home tomorrow," said Professor McGonagall. "This is the end of Hogwarts." Dumbledore always said. Giáo sư McGonagall nói chúng ta sẽ phải gửi tất cả học sinh về nhà vào ngày mai vậy là coi như trường Hogwarts chấm hết. Cụ Dumbledore luôn luôn nói. The staff room door banged open again. For one wild moment. Harry was sure it would be Dumbledore. But it was Lockhart and he was beaming. So sorry. Dozed off. What have I missed? Cánh cửa phòng giáo sư đột ngột mở ra, trong một khoảnh khắc hy vọng hoang đường, Harry đã cầu cho người bước vào là cụ Dumbledore, nhưng hóa ra là thầy Lockhart, ông tươi cười. "Ồ, oh, xin lỗi quý vị, tôi chỉ chợp mắt một tí." He didn't seem to notice that the other teachers were looking at him with something remarkably like hatred. Snape stepped forward. Just the man. He said. The very man. A girl has been snatched by the monster. Lockhart. Taken into the Chamber of Secrets itself. Your moment has come at last. Ông thậm chí không để ý là những giáo sư khác đang nhìn ông với ánh mắt có thể nói là căm ghét. Thầy Snape bước tới trước. Thật đúng người đúng việc, chính đây là cứu tinh. Ông Lockhart à, một nữ sinh đã bị quái vật bắt cóc rồi. Bắt đem về chính phòng chứa bí mật, cuối cùng cơ hội trổ tài của ông cũng đã đến rồi đó. Lockhart blanched. That's right. Gilderoy chipped in Professor Sprout. Weren't you saying just last night that you've known all along where the entrance to the Chamber of Secrets is? I. Well. I. Sputtered Lockhart. Thầy Lockhart hất thần sắc, người ngợm đều tái nhợt, giáo sư Sprau bồi nhẹ thêm một câu nữa. Đúng đó, ông Lockhart, chẳng phải tối hôm qua ông vừa mới nói là ông biết tòng 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 lối vào phòng chứa bí mật là gì? thầy lóc hát lắp bắp tôi ờ uh, tôi yes didn't you tell me you were sure you knew what was inside it piped up professor flitwick d did, did i i don't recall giáo sư flitwick nói to một cách cố ý phải rồi chính ông đã nói với tôi là ông thừa biết rõ cái bí mật gì nằm bên trong phòng chứa bí mật Đúng không? Tôi, tôi có nói hả? À? Tôi, tôi không nhớ. I certainly remember you saying you were sorry you hadn't had a crack at the monster before Hagrid was arrested, said Snape. Didn't you say that the whole affair had been bungled and that you should have been given a free rein from the first? Thầy Snape khẳng định Tôi còn nhớ chắc chắn là ông nói ông rất tiếc đã không có gì trừng trị con quái vật trước khi lão Hagrid bị bắt. Chẳng phải chính ông đã nói là toàn bộ chuyện này thật là lộn xộn. Lẽ ra ngay từ đầu nếu người ta cho ông được do hành động thì tình hình đâu đến nỗi nào, phải không? Lockhart stared around at his stony-faced colleagues. I. I really never. You may have misunderstood. Thầy Lockhart mở to mắt nhìn những gương mặt nặng nề như đeo đá của đồng nghiệp ngồi chung quanh. Ông cố gắng phân bua. "Tôi, tôi, thực sự thì quý vị hiểu lầm tôi rồi." "We'll leave it to you." Then, Gilderoy said Professor McGonagall, "Tonight will be an excellent time to do it. We'll make sure everyone's out of your way." you'll be able to tackle the monster all by yourself. A free at last. Giáo sư McGonagall nói. Thôi thì chúng tôi giao phó hết cho ông vậy. Ông Lockhart à, tối nay là thời điểm tốt nhất để làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo là không ai cản trở hay dây dưa gì đến công việc mà ông sẽ làm đâu. Ông cứ tha hồ mà một mình tự quần với con quái vật. Rốt cuộc, ông được toàn quyền tự do hành động rồi đấy nhé. Lockhart gazed desperately around him. But nobody came to the rescue. He didn't look remotely handsome anymore. His lip was trembling. And in the absence of his usually toothy grin, he looked weak-chinned and feeble. Thầy Lockhart hẳn khoản nhìn quanh một cách tuyệt vọng nhưng không ai có vẻ muốn cứu ông cả. Trong thầy Lockhart bây giờ không còn cái vẻ đẹp trai cao sang nữa. Môi thầy run lập ập. và vì thiếu vắng nụ cười đầy răng thường ngày, trông thầy rõ ra là một kẻ yếu ớt, trẹo trào. Vì very well. He said. I'll. I'll be in my office. Getting. Getting ready. And he left the room. Thầy gượng nói. Thôi, thôi, được, tôi sẽ, tôi sẽ về văn phòng của tôi để. Chuẩn Nói rồi ông bỏ đi ngay. Right, said Professor McGonagall, whose nostrils were flared. That's got him out from under our feet. The heads of houses should go and inform their students what has happened. Tell them the Hogwarts Express will take them home first thing tomorrow. Will the rest of you please make sure no students have been left outside their dormitories? Giáo sư McGonagall đã bắt đầu nóng mũi lên, bảo "Tốt rồi, có như vậy thì ông ta mới bớt làm vướng chân chúng ta. Bây giờ giáo viên chủ nhiệm các nhà phải đi giải thích cho học sinh của mình biết chuyện gì đã xảy ra, bảo cho các trò ấy biết việc đầu tiên phải làm vào sáng hôm sau là lên tàu tốc hành Hogwarts về nhà. Xin tất cả các giáo viên còn lại lưu ý, phải đảm bảo là không có học sinh nào trốn khỏi phòng ngủ vào lúc này." The teachers rose and left. One by one. It was probably the worst day of Harry's entire life. He, Ron, Fred, and George sat together in a corner of the Gryffindor Common Room, unable to say anything to each other. Percy wasn't there. He had gone to send an owl to Mr. and Mrs. Weasley, then shut himself up in his dormitory. các giáo sư đồng loạt đứng dậy, và từng người một lặng lẽ bước đi. Ngày hôm đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cả cuộc đời của Harry. Nó ngồi bên cạnh John, Fred, và George trong một góc phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor mà không thể nói được một lời nào với nhau. Percy không có mặt trong phòng. Anh đã đi gửi cú cho ông bà Weasley rồi tự giam mình trong phòng ngủ. No afternoon ever lasted as long as that one. Nor had Gryffindor Tower ever been so crowded. Yet so quiet. Near sunset. Fred and George went up to bed. Unable to sit there any longer. Buổi trưa hôm ấy trôi đi một cách chậm chạp chưa từng thấy, và phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor chưa bao giờ trông đông đúc như thế mà lại im lìm thế. Khi mặt trời sắp lạn, Fred và George không thể nào chịu đựng cảnh ngồi như thế lâu hơn được nữa, đã bỏ về phòng ngủ. She knew something. Harry. Said Ron. Speaking for the first time since they had entered the wardrobe in the staff room. That's why she was taken. It wasn't some stupid thing about Percy at all. She'd found out something about the Chamber of Secrets. That must be why she was. Bấy giờ, John mới mở miệng. Lần đầu tiên, kể từ lúc hai đứa trốn trong tủ áo khoác của các giáo sư. Ginny có biết điều gì đó. Harry à, chính vì vậy mà nó bị bắt đi. Điều nó biết không phải là một chuyện vớ vẩn nào đó của anh Percy đâu. Chắc chắn là nó đã phát hiện ra điều gì đó về phòng chứa bí mật. Đó mới là lý do tại sao nó bị. Ron rubbed his eyes frantically. I mean, she was a pureblood. There can't be any other reason. Harry could see the sun sinking blood red, below the skyline. This was the worst he had ever felt. If only there was something they could do. Anything. John dụi mắt mình lia lia, nói thêm. Nghĩ coi, chỉ còn lý do đó thôi, tại nó mang dòng máu phù thủy thuần trùng cơ mà. Harry nhìn thấy mặt trời đang lạn, đỏ au như máu, từ từ lún xuống đường chân trời thì tình nó chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như bây giờ. Giá mà tụi nó có thể làm được điều gì đó, bất cứ điều gì. Harry. Said Ron. Do you think there's any chance at all she's not? You know. Harry didn't know what to say. He couldn't see how Ginny could still be alive. John chợt nói. Harry, Bồ nghĩ coi có chút hy vọng nào là Ginny còn sống sót không? Bồ thấy. Harry không biết nên nói gì, thật lòng nó không nghĩ rằng Ginny vẫn còn sống, trong bất cứ tình huống nào. Do you know what? said Ron. I think we should go and see Lockhart. Tell him what we know. He's going to try and get into the chamber. We can tell him where we think it is and tell him it's a basilisk in there. John lại hỏi. Bố biết gì không? Mình nghĩ là mình phải đi đến gặp thầy Lockhart, kể cho ổng nghe những gì mà tụi mình biết. Biết đâu ổng sẽ thử tìm cách vào được phòng chứa bí mật. Mình có thể nói cho ổng biết tụi mình nghĩ lối vào phòng chứa bí mật ở đâu, và nói cho ổng biết quái vật bên trong chính là từ xa. Because Harry couldn't think of anything else to do, and because he wanted to be doing something he agreed the gryffindors around them were so miserable and felt so sorry for the weasleys that nobody tried to stop them as they got up crossed the room and left through the portrait hole bởi vì harry cũng chẳng thể tự nghĩ ra điều gì khác hơn để làm mà nó thì đang khao khát làm điều gì đó nên nó đồng ý ngay với john Tất cả học sinh nhà Gryffindor đang ngồi chung quanh tụi nó đều hết sức buồn rầu đau đớn cho sự mất mát của nhà Weasley, cho nên không ai muốn ngăn cản John và Harry khi hai đứa đứng dậy, đi ngang qua căn phòng, chui qua lỗ chân dung bà béo để ra ngoài. Darkness was falling as they walked down to Lockhart's office. There seemed to be a lot of activity going on inside it. They could hear scraping. Thumps. And hurried footsteps. Trời đã sụp tối khi hai đứa đi xuống tới văn phòng thầy Lockhart. Nghe như bên trong đang bận rộn túi bụi chuyện gì. Tụi nó có thể nghe tiếng lục đục, tiếng đồ đạc va chạm nhau, tiếng chân người vội vàng. Harry knocked and there was a sudden silence from inside. Then the door opened the tiniest crack and they saw one of Lockhart's eyes peering through it. Oh! Mr Potter. Mr Weasley. He said, opening the door a bit wider. I'm rather busy at the moment. If you would be quick. Harry gõ cửa. Bên trong đột ngột im lặng, rồi cánh cửa mở hé hé và lộ qua khe cửa hẹp ấy là đôi mắt của thầy Lockhart. À, cậu Potter và cậu Weasley. Thầy mở cánh cửa rộng thêm một chút. Lúc này ta đang bận rộn lắm. Các trò có chuyện gì thì trình bày nhanh lên một chút. Professor, we've got some information for you," said Harry. "We think it'll help you." E "Er, well, it's not terribly." The side of Lockhart's face that they could see looked very uncomfortable. "I mean, well, all right." He opened the door and they entered. Harry hỏi. Thưa thầy, chúng con đến thưa với thầy một số thông tin. Tụi con nghĩ chắc là những thông tin này có thể giúp thầy. Ờ, thôi, cũng được, không đến nỗi kinh khủng lắm. Tuy chỉ nhìn thấy có một nửa mặt của thầy lóc hát, nhưng tụi nhỏ cũng nhận ra là thầy có vẻ không thoải mái lắm. Dù vậy thầy cũng mở cửa ra cho Harry và John bước vào. His office had been almost completely stripped. Two large trunks stood open on the floor. Robes jade green, lilac, midnight blue had been hastily folded into one of them. Books were jumbled untidily into the other. The photographs that had covered the walls were now crammed into boxes on the desk. Văn phòng của thầy lóc hát hầu như đã bị lột trần trụi, hai cái dương to tổ chẳng để mở banh nắp trên sàn, những tấm áo choàng đủ màu, xanh ngọc bích, màu hoa tử đinh hương, màu bán dạ lam, được xếp vội vàng và chất đống vào trong một cái dương. Trong cái cái dương kia là sách vở chen trúc nằm ngổn ngang, những tấm hình từng dùng để treo kín các bức tường, bây giờ đã được tháo xuống, xếp vào những cái hộp để trên bàn làm việc. Are you going somewhere? said Harry. Eer. Yeah. Well, yes, said Lockhart, ripping a life-size poster of himself from the back of the door as he spoke and starting to roll it up. Urgent call. Unavoidable. Got to go. Harry, hi. Thưa thầy, thầy định đi đâu sao? Thầy Lockhart đưa tay gỡ nốt tấm bích chương có chân dung bằng khổ người thật của ông ra khỏi cánh cửa, vừa cuộn tấm bích chương lại vừa nói. Ờ, thì, ờ, uh, phải, hiệu triệu khẩn cấp, không thể tránh được, đành phải đi thôi. What about my sister? said Ron jerkily. Well, as to that, most unfortunate, said Lockhart avoiding their eyes as he wrenched open a drawer and started emptying the contents into a bag. No one regrets more than I. John hỏi, giọng nhát gừng. Còn số phận em gái em thì sao, thưa thầy? À, về chuyện đó, thật là không may. Tránh né ánh mắt của hai đứa nhỏ, thầy Lockhart vừa nói vừa kéo ngăn tủ ra và bắt đầu vét hết đồ bên trong cho vào một cái bao. you're the defense against the dark arts teacher said harry you can't go now not with all the dark stuff going on here well i must say when i took the job lockhart muttered now piling socks on top of his robes nothing in the job description didn't expect. Harry kêu lên. Thầy là giáo sư nghệ thuật phòng chống hắc ám mà, thầy không thể bỏ đi khi chung quanh đầy thế lực hắc ám đang làm đen tối mọi thứ như vậy. Vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, vừa xếp những cái vớ lên đống áo choàng, thầy lóc hát vừa lẩm bẩm. Chà, ta phải nói rằng, hồi ta nhận lấy công việc này, đâu có thấy trong hợp đồng ghi là phải công tác mấy chuyện như vậy, ta đâu có ngờ. You mean you're running away," said Harry disbelievingly. "After all that stuff you did in your books." "Books can be misleading," said Lockhart delicately. "You wrote them," Harry shouted. "Vậy là thầy tính chạy trốn?" Harry hỏi lại, vẫn không thể tin được. thầy đã làm được bao nhiêu kỳ tích ghi vào sách vở mà rồi thầy lại. thầy lockhart nói nhẹ nhàng. sách nhiều khi gây ngộ nhận. harry hét lớn. nhưng chính thầy viết ra chúng mà. my dear boy, said lockhart, straightening up and frowning at harry. do use your common sense. My books wouldn't have sold half as well if people didn't think I'd done all those things. No one wants to read about some ugly old Armenian warlock, even if he did save a village from werewolves. He'd look dreadful on the front cover—no dress sense at all. And the witch who banished the band in Banshee had a hairy chin. I mean, come on. Đứng thẳng lên và nhìn Harry Thầy hát nói. Con trai của ta ơi, hãy lý luận một cách tỉnh táo bình thường đi. Nếu người ta không tưởng là chính ta đã làm tất cả những gì ta ghi trong sách, thì sách của ta làm sao bán chạy được bằng một nửa như hiện nay. Ai mà thèm đọc chuyện về một lão phù thủy người xứ Amani xấu xí, cho dù thực sự chính lão đã cứu được cả một làng thoát khỏi họa người sói, in hình lão trên bìa sách chỉ tổ làm cho người đọc chạy xa khỏi kệ sách mà thôi lão này thiếu khái niệm về y phục, còn mụ phù thủy đã trục xuất được nữ thần báo tử ban đần lại xuất môi, ý ta định nói, mà thôi. So you've just been taking credit for what a load of other people have done. Said Harry incredulously. Vậy là thầy đã cướp công của nhiều người làm thành tích của riêng mình. Harry vẫn còn rất sừng sốt. Harry. Harry. Said Lockhart, shaking his head impatiently. It's not nearly as simple as that. There was work involved. I had to track these people down, ask them exactly how they managed to do what they did. Then I had to put a memory charm on them so they wouldn't remember doing it. If there's one thing I pride myself on, it's my memory charms. No, it's been a lot of work, Harry. It's not all book signings and publicity photos. You know. You want fame. You have to be prepared for a long hard slog. Thầy Lockhart bèn lắc đầu sốt ruột. Harry ơi là Harry. Đâu có đơn giản như vậy được. Cũng phải tốn nhiều công sức lắm chứ. Ta phải tìm ra tông tích những người đó. Rồi hỏi họ đã làm như thế nào những chuyện mà họ đã làm rồi ta phải cho họ thưởng thức món bùa mê ngải lú của ta để họ quên hết những chuyện họ đã làm đi nếu ta chỉ còn có một điều đáng để tự hào thì đó chính là món bùa mê ngải lú của ta thành ra harry à cũng phải làm khối việc ấy chứ đâu phải chỉ ký tên trên sách và đăng hình quảng cáo là xong trò cũng biết đấy muốn có tên tuổi thì phải xả thân vào công việc chứ phải cố đấm ăn xôi trò à He banged the lids of his trunks shut and locked them. Let's see. He said. I think that's everything. Yes. Only one thing left. Thầy lóc hát đóng sợ cái nắp dương và khóa lại. Ông lầm bầm. Để coi. Ta thấy cũng đâu vào đó cả rồi. Mọi thứ đã thu dọn xong. À, còn quên một thứ. He pulled out his wand and turned to them. awfully sorry boys but i'll have to put a memory charm on you now can't have you blabbing my secrets all over the place i'd never sell another book thầy rút cây đũa phép ra và quay về phía hai đứa nhỏ ta lấy làm tiếc ghê gớm các cậu nhóc ạ à? nhưng ta vẫn phải ếm bùa mê ngải lú lên tụi bay kẻo tụi bay bô lô ba la um sùm lên khắp nơi rồi ta lại chẳng bán được cuốn sách nào nữa. Harry reached his wand just in time. Lockhart had barely raised his. When Harry bellowed. Expelliarmus. Nhưng Harry cũng rút cây đũa phép của nó ra kịp thời. Thầy Lockhart chưa kịp giơ cây đũa phép của ông lên thì Harry đã giống lên câu thần chú. Expelliarmus. Úm ba la úm ba ly tống đi con chuột xào.

said harry furiously kicking lockhart's trunk aside lockhart was looking up at him feeble once more harry was still pointing his wand at him what do you want me to do said lockhart weakly i don't know where the chamber of secrets is there's nothing i can do lẽ ra không nên để cho thầy sờ nếp dạy tụi tôi cái trò đó. Harry vừa tức giận nói vừa đá vào cái dương nằm trên sàn. Thầy Lockhart ngước nhìn lên thấy Harry đang chĩa đầu cây đũa phép của nó ngay vào mặt mình thì cụp mặt, tái mét, nói yếu ớt. Các trò muốn, tôi làm gì, tôi thực tình không biết vòng chứa bí mật ở đâu, tôi quả thực không thể làm được gì cả. You're in luck, said Harry, forcing Lockhart to his feet at wand point. We think we know where it is. And what's inside it? Let's go. Giận dữ chĩa cây đũa phép vào thầy Lockhart, Harry thúc thầy đứng lên. Nó nói. "Mày cho thầy là tụi con biết nó ở đâu, và biết cả cái gì ở bên trong đó nữa kìa. Chúng ta cùng đi thôi. They marched Lockhart out of his office and down the nearest stairs. Along the dark corridor where the messages shone on the wall to the door of Moaning Myrtle's bathroom. They sent Lockhart in first. Harry was pleased to see that he was shaking. Harry và John áp tải thầy Lockhart ra khỏi văn phòng, xuống cầu thang gần nhất, đi dọc hành lang tối om, về phía bức tường có vẽ cái thông điệp ma quái đang chiếu sáng, và đến buồng vệ sinh của con ma khóc nhè mơ tố. Hai đứa nhỏ đẩy thầy Lockhart vào trước, thấy thầy run rẩy mà Harry cũng khoái thầm. Moaning Myrtle was sitting on the tank of the end toilet. Oh, it's you, she said when she saw Harry. What do you want this time? To ask you how you died, said Harry. Con ma khóc nhẹ Myrtle đang ngồi trên cái bồn nước ở cuối buồng. Ngó thấy Harry, con ma nói. Ôi, lại là tụi bay nữa, lần này tụi bay muốn gì nữa đây? Harry nói. Chỉ muốn hỏi chị đã chết như thế nào? Myrtle's whole aspect changed at once. She looked as though she had never been asked such a flattering question. Diện mạo của con ma khóc nhè Myrtle lập tức thay đổi. trong nó phấn khởi như thể từ trước tới giờ chưa từng có người nào hỏi nó một câu tâng bốc đến như vậy. Ooh. "It was dreadful," she said with relish. "It happened right in here. I died in this very stall. I remember it so well. I'd hidden because Olive Hornby was teasing me about my glasses. The door was locked, and I was crying. And then I heard somebody come in." They said something funny. A different language. I think it must have been. Anyway, what really got me was that it was a boy speaking. So I unlocked the door to tell him to go and use his own toilet. And then Merto Ben nói với niềm hứng thú đặc biệt. thật là kinh hồn bạt vía. Ta đã chết ngay trên cái bồn cầu tiêu này nè. Ta còn nhớ rõ lắm nhé. Ta đã trốn vào đây vì bị hon Honby đem cặp mắt kiếng của ta ra mà chọc ghẹo miết. Ta khóa cửa buồng tắm lại, rồi ta ngồi đây mà khóc. Rồi ta nghe có tiếng ai đó đi vào nhà vệ sinh. Ai đó nói chuyện nghe tức cười lắm. Ta nghĩ chắc là họ nói bằng một thứ tiếng khác, nhưng mà lúc đó thật sự ta cũng hoảng hồn, vì đó là tiếng nói của con trai. Vì vậy ta mở chốt cửa buồng tắm Tính bảo thằng nhãi danh nào đó đi chỗ khác, hay qua bên nhà vệ sinh nam ấy. Thế rồi. Myrtle swelled importantly, her face shining. I died. How? Said Harry. No idea, said Myrtle in hushed tones. I just remember seeing a pair of great, big, yellow eyes. My whole body sort of seized up. And then I was floating away. mơ tô vươn người lên lên mặt ra vẻ cực kỳ quan trọng gương mặt con ma sáng rỡ thế rồi ta chết harry hỏi lại chết như thế nào ai biết được mơ tô nói bằng giọng kín bưng ta chỉ nhớ là mình nhìn thấy một đôi mắt màu vàng bự to Toàn thân ta như bị túm chặt, và rồi ta trôi đi lơ lửng. She looked dreamily at Harry. And then I came back again. I was determined to haunt Olive Hornby. You see. Oh, she was sorry she'd ever laughed at my glasses. Where exactly did you see the eyes? said Harry. Con ma mơ màng nhìn Harry nói tiếp và rồi ta trở lại đây biết để chi không ta quyết định ám ô liu bi cho bỏ ghét ôi con nhỏ đó đã phải ăn năn hối hận xiết bao vì chót cười nhạo cặp kiếng của ta harry vẫn thắc mắc chị nhìn thấy cặp mắt đó chính xác là ở chỗ nào somewhere there said myrtle pointing vaguely toward the sink in front of her toilet Harry and Ron hurried over to it. Lockhart was standing well back. A look of utter terror on his face. Myrtle chỉ vu vơ về phía cái bồn rửa mặt đằng trước. Ở đâu đằng đó ấy? Harry và John vội đi về phía đó xem xét. Thầy Lockhart vẫn cẩn thận đứng cách một khoảng có vẻ đủ an toàn. Vẻ kinh hoàng lồ lộ trên nét mặt. It looked like an ordinary sink. They examined every inch of it, inside and out, including the pipes below. And then Harry saw it. Scratched on the side of one of the copper taps was a tiny snake. Cái bồn trông giống như bất cứ một bồn rửa mặt bình thường nào. Hai đứa nhỏ xem xét kỹ lưỡng từ ly từng tí, cả phía trong lẫn bên ngoài, cả những ống nước phía dưới cái chậu. Và rồi Harry nhìn thấy một con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng. That taps never worked, said Myrtle brightly as he tried to turn it. Harry, said Ron, say something, something in parcel tongue. But, Harry thought hard. Thấy Harry loay hoay vặn cái vòi nước, con ma khóc nhè mơ tô hớn hở nói. Vòi nước đó hư từ hồi nào tới giờ rồi. John bỗng nhắc. Harry, nói cái gì đi. cái gì bằng xà ngữ ấy. Harry suy nghĩ lung lắm. nhưng. The only times he'd ever managed to speak parcel tongue were when he'd been faced with a real snake. He stared hard at the tiny engraving, trying to imagine it was real. Open up. He said. những lần Harry vuột miệng nói ra được xà ngữ là những lần nó đối mặt với những con rắn thực sự. bây giờ nhìn hình vẽ một con rắn nhỏ xíu. nó phải cố sức tưởng tượng cho con rắn ấy thực lên một chút. cuối cùng, Harry nói. mở ra. He looked at Ron, who shook his head. English. He said. Harry looked back at the snake, willing himself to believe it was alive. If he moved his head, the candlelight made it look as though it were moving. Open up, he said. Nó nhìn John, John chỉ lắc đầu. Bồ vẫn nói tiếng Anh. Harry ngó lại con rắn, thực lòng mong sao cho mình mờ mắt in được đó là một con rắn thực, một con rắn sống. Harry thử lắc lư cái đầu, ánh nến lung linh liền tạo ảo giác như thể con rắn cũng nhúc nhích. Harry nói lại. Mở ra. Except that the words weren't what he heard. A strange hissing had escaped him. And at once the tap glowed with a brilliant white light and began to spin. Next second. The sink began to move. The sink. In fact. Sank. right out of sight, leaving a large pipe exposed. A pipe wide enough for a man to slide into. Bỗng từ miệng nó thoát ra một tiếng rít lạ lùng, và lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được. Harry heard Ron gasp and looked up again. He had made up his mind what he was going to do. I'm going down there, he said. Harry nghe tiếng Ron thở phồng, nó ngước nhìn lên và quyết định điều phải làm. Nó nói, Mình sẽ đi xuống đó. He couldn't not go. Not now they had found the entrance to the chamber. not if there was even the faintest, slimmest, wildest chance that Ginny might be alive. Me too, said Ron. Không thể nào không đi. Một khi đã tìm ra được lối vào phòng chứa bí mật, dù cho chỉ có một tí xíu hy vọng hết sức mong manh, hết sức, mơ hồ và hết sức hoang đường, là Ginny có thể vẫn còn sống và chỉ đang bị giam cầm trong đó. John nói. Mình cũng đi nữa. There was a pause. Well, you hardly seem to need me," said Lockhart, with a shadow of his old smile. "I'll just. Một thoáng ngập ngừng, rồi thầy Lockhart cũng lên tiếng với nụ cười gượng mơ hồ. Ờ, uh, có lẽ các trò cũng không cần đến tôi đâu nhỉ? Tôi sẽ chỉ. He put his hand on the doorknob. But Ron and Harry both pointed their wands at him. You can go first. Ron snarled. Thầy đặt tay lên nắm đấm cửa toàn chuồn ra ngoài. Nhưng cả Harry và John đều chỉa cây đũa phép về phía ông. John nói. Thầy xuống trước đi. White-faced and wandless. Lockhart approached the opening. Boys. He said. His voice feeble. Boys. What good will it do? Mặt mày trắng bạch, lại bị nước mất đũa phép rồi. Thầy Lockhart đành phải diêu diếu đi về phía cửa phòng chứa bí mật, giọng thầy run rẩy. Các trò ơi, làm như vậy để mà được cái gì chứ? Harry jabbed him in the back with his wand. Lockhart slid his legs into the pipe. I really don't think. He started to say. But Ron gave him a push. And he slid out of sight. Harry followed quickly. He lowered himself slowly into the pipe. Then let go. Harry chọc đầu đũa phép vào lưng thầy Lockhart. Ông trượt chân ngay xuống ống nước, còn cố gắng nói thêm. Ta thực sự không tin. Nhưng John đã đẩy nhẹ vào vai ông một cái, và ông tụt xuống ống nước mất yêu. It was like rushing down an endless, slimy, dark slide. He could see more pipes branching off in all directions, but none as large as theirs, which twisted and turned, sloping steeply downward. And he knew that he was falling deeper below the school than even the dungeons. Behind him he could hear Ron thudding slightly at the curves. Y như là nó bị hút xuống và cứ trôi tuột đi, tuột mãi xuống trong bóng tối vô tận. Nó nhận thấy ống nước rẽ thành nhiều nhánh chạy về mọi hướng, nhưng không có nhánh nào to như cái ống đang hút nó xuống. Ống này cũng quanh cua, ngoằn ngoèo, đổ dốc đứng. Harry biết là mình đang lao xuống rất sâu phía dưới trường Hogwarts, sâu hơn cả những tầng hầm ngục phía sau nó là John cũng đang lao xuống, và đụng nhẹ mỗi khi qua những khúc quanh. And then, just as he had begun to worry about what would happen when he hit the ground, the pipe leveled out, and he shot out of the end with a wet thud, landing on the damp floor of a dark stone tunnel large enough to stand in. Tụi nó cứ tuột xuống trong ống nước hoài. Đến nỗi Harry bắt đầu lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Cho đến khi chân nó chạm đất thì cái ống mới bớt nghiêng, đầu ống hơi ngóc lên và Harry bị hất văng ra từ đó, té một cái uịch xuống một cái sàn ẩm ướt trong một địa đạo bằng đá tối om và đủ cao rộng để đứng thẳng người. Lockhart was getting to his feet a little ways away, covered in slime and white as a ghost. Harry stood aside as Ron came whizzing out of the pipe. 2. Thầy Lockhart đã lồm cồm đứng dậy cách chỗ nó không xa. Mình mẩy dính bết lem nhem. Mặt mày trắng xác. Harry đứng lên thì John cũng vừa được tống văng ra từ cái ống. We must be miles under the school. Said Harry. His voice echoing in the black tunnel. Under the lake. Probably, said Ron, squinting around at the dark, slimy walls. All three of them turned to stare into the darkness ahead. Chắc là tụi mình ở sâu phía dưới trường hàng dặm ấy. tiếng nói của Harry vang vọng trong địa đạo. John liếc nhìn những bức tường nhớp nháp ưu ám chung quanh, nhận xét. không chừng ở bên dưới đáy hồ ấy. Cả ba người bây giờ cùng hướng nhìn về bóng tối dày đặc phía trước. Lumos. Harry muttered to his wand and it lit again. Come on. He said to Ron and Lockhart. And off they went, their footsteps slapping loudly on the wet floor. Harry thì thầm ra lệnh cho cây đũa phép của nó. Lumos. Đầu đũa lại hóa thành ngọn đèn. Harry bảo. Đi thôi. Cả ba người cùng bước tới. Tiếng chân họ dẫm trên nền ướt nghe bèm bẹp. Bè. The tunnel was so dark that they could only see a little distance ahead. Their shadows on the wet walls looked monstrous in the wand light. Địa đạo tối đến nỗi ba người chỉ có thể nhìn thấy được một khoảng ngắn phía trước mà thôi. Đã vậy ánh sáng đầu đũa phép của Harry lại soi cái bóng họ lên vách tường ẩm ướt, bóng nào bóng nấy trờn vờn theo sau họ hết sức kỳ quái. Remember. Harry said quietly as they walked cautiously forward. Any sign of movement. Close your eyes right away. Cả ba vẫn cẩn thận bước tới trước, Harry nói nhỏ. Nhớ nghe, hễ nghe động tĩnh gì thì phải nhắm ngay mắt lại. But the tunnel was quiet as the grave. And the first unexpected sound they heard was a loud crunch as Ron stepped on what turned out to be a rat's skull. Harry lowered his wand to look at the floor and saw that it was littered with small animal bones. Trying very hard not to imagine what Ginny might look like if they found her, Harry led the way forward. Around a dark bend in the tunnel, nhưng địa đạo yên lặng như ở dưới đáy mồ. Cái, động tĩnh bất ngờ duy nhất mà họ nghe thấy là tiếng, rốt vang to khi John ngẫu nhiên dẫm chân lên một cái gì đó, hóa ra là cái sọ khô của một con chuột. Harry hạ thấp cây đũa phép xuống để quan sát nền địa đạo, nhận thấy có nhiều màu xương sầu của các động vật nhỏ, cố gắng không nghĩ tới số phận Ginny trong tay con quái vật. Harry mở đường đi nhanh tới trước, quẹo qua một khúc quanh của địa đạo. Harry. There's something up there, said Ron hoarsely, grabbing Harry's shoulder. They froze, watching. Harry could just see the outline of something huge and curved, lying right across the tunnel. It wasn't moving. Harry, giọng khan khan. Harry, có cái gì ở kìa? Kia? Họ đứng sững lại nhìn, Harry chỉ có thể thấy đại khái một cái gì to lớn kinh khủng và ngoằn ngoèo, đang nằm vắt ngang qua địa đạo, vật đó không hề nhúc nhích. "Maybe it's asleep." He breathed, glancing back at the other two. Lockhart's hands were pressed over his eyes. Harry turned back to look at the thing, his heart beating so fast it hurt. Harry thở hổn hển, liếc nhìn lại hai người cùng đi. Có lẽ nó ngủ rồi. Bàn tay run lẩy bẩy của thầy Lockhart đè chặt lên hai mắt. Harry quay lại nhìn con quái vật, tim nó đập mạnh đến phát đau. Very slowly, his eyes as narrow as he could make them and still see. Harry edged forward, his wand held high. The light slid over a gigantic snake skin of a vivid, poisonous green, lying curled and empty across the tunnel floor. The creature that had shed it must have been 20 feet long at least. Mắt nó nhíu lại đến mức gần nhắm kít nhưng vẫn còn hi hí, hí để vẫn còn có thể nhìn được. Harry giơ cao cây đũa phép từ từ, rất thận trọng, dễ dàng từng bước tới trước. ánh sáng ở đầu đũa phép dọi lên lớp da con rắn khổng lồ. Một con rắn màu xanh lục sạc rỡ và có vẻ cực độc, đang nằm cuộn trên nền địa đạo. Một lớp da rỗng không, con rắn đã lột da thoát xác từ bộ da rắn này ắt là phải dài ít nhất bảy thước. Blimey, said Ron weakly. There was a sudden movement behind them. Gilderoy Lockhart's knees had given way. Get up, said Ron sharply, pointing his wand at Lockhart. Ôi! John suýt xòa yếu ớt. Bỗng nhiên sau lưng hai đứa vang lên âm thanh của một chuyển động lạ lùng, đầu gối của thầy Lockhart hụy xuống. John chĩa cây đũa phép vào ông, lạnh lùng bảo. Đứng dậy. Lockhart got to his feet. Then he dived at Ron. Knocking him to the ground. Harry jumped forward. But too late. Lockhart was straightening up. Panting. Ron's wand in his hand and a gleaming smile back on his face. Thay Lockhart gượng đứng lên, rồi bất ngờ, ông nhào vào John, đấm ngã nó xuống đất. Harry phóng ngay tới, nhưng đã trễ mất rồi. Thay Lockhart đã đứng thẳng lên. hồn hển thở, tay nắm lấy cây đũa phép của John và nụ cười quyến rũ năm năm liền lại nở trên gương mặt của ông. The adventure ends here, boys, he said. I shall take a bit of this skin back up to the school. Tell them I was too late to save the girl, and that you two tragically lost your minds at the sight of her mangled body. Say goodbye to your memories. Ông nói. Cuộc phiêu lưu chấm dứt ở đây thôi. Lũ nhóc à, ta sẽ lấy một tí da rắn này về trường. Nói với mọi người là ta không thể cứu cô bé học trò kỳ thời. Và hai đứa bay đã mất trí một cách kỳ bí khi nhìn thấy thi thể tà tơi của con bé. Thôi nhé, hãy nói lời tạm biệt với trí nhớ của tụi bay đi. He raised Ron's spellotaped wand high over his head and yelled. Obliviate. The wand exploded with the force of a small bomb. Harry flung his arms over his head and ran. Slipping over the coils of snakeskin. Out of the way of great chunks of tunnel ceiling that were thundering to the floor. Next moment. He was standing alone. gazing at a solid wall of broken rock. Ron. He shouted. Are you okay? Ron. Cây đũa phép nổ đùng bằng sức mạnh của một trái bom nhỏ. Harry giơ tay bưng đầu chạy ra xa. Chưa té vào đống da rắn rồi lại văng ra khỏi đó. Nhào ra né những mảnh tường vỡ đổ ụp xuống người. Sức nổ làm trần địa đạo dung chuyển mạnh làm cho vụn vữa rơi xuống là tả thành đống cho khi mặt đất yên. Harry đứng lên, chăm chú nhìn qua đống tường vỡ. Nó hét. John, bố có sao không hả John? I'm here. Came Ron's muffled voice from behind the rock fall. I'm okay. This gets not, though. He got blasted by the wand. There was a dull thud and a loud ow. It sounded as though Ron had just kicked Lockhart in the shins. Mình ở đây. Giọng John vang lên sau đống gạch đá như bị nghẹn lại. Mình không sao cả. Nhưng, ông thầy của tụi mình, ông bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cây đũa phép của mình đã chơi ông một vố. Harry nghe có tiếng động mạnh và tiếng kêu lớn. Ôi! Nghe như thể giòn đá nhầm ống chân của thầy Lockhart. hát. What now? Ron's voice said. Sounding desperate. We can't get through. It'll take ages. Giọng giòn lại vang lên. Nghe tuyệt vọng. Bây giờ làm sao đây? Mình không thể đi qua đống gạch đá này. Mất cả đống thời gian mới hòng dọn dẹp xong. Harry looked up at the tunnel ceiling. Huge cracks had appeared in it. He had never tried to break apart anything as large as these rocks by magic. And now didn't seem a good moment to try. What if the whole tunnel caved in? Harry ngước nhìn trần địa đạo, trên đó đã xuất hiện những vết nứt hồng lồ. Nó chưa bao giờ thử dùng pháp thuật để tách ra những tảng đá to đùng như vậy. Mà bây giờ cũng không phải lúc để thử làm một việc như vậy, biết đâu địa đạo là hang động nằm sâu trong lòng đất. There was another thud and another. Ow. From behind the rocks. They were wasting time. Ginny had already been in the chamber of secrets for hours. Harry knew there was only one thing to do. Có một tiếng uịch nữa và một tiếng kêu, "Ôi nữa" vang lên sau đống đá. Harry nghĩ là mình đang lãng phí thì giờ. Có thể Ginny đang thoi thóp trong phòng chứa bí mật nhiều tiếng đồng hồ rồi và đang chờ nó đến cứu. Nó biết rất rõ việc quan trọng nhất mà nó phải làm bây giờ là gì. Wait there. He called to Ron. Wait with Lockhart. I'll go on. If I'm not back in an hour. Nó gọi John. Bồ chờ ở đó nha. Chờ ở đó với thầy Lockhart. Mình sẽ đi tiếp, nếu một giờ nữa mình không quay trở lại. There was a very pregnant pause. I'll try and shift some of this rock, said Ron, who seemed to be trying to keep his voice steady. So you can can get back through. And Harry. Một khoảng lặng yên ngột ngạt, rồi tiếng Ron vang lên, nghe như thể nó cố giữ cho giọng nói đừng run mình sẽ cố gắng rời đống đá này, để, để khi quay về bồ có chỗ chui qua, và, Harry này. See you in a bit, said Harry, trying to inject some confidence into his shaking voice. And he set off alone past the giant snake skin. Harry cố gắng tiêm vào giọng nói của mình được chút tự tin nào hay chút nấy. Lát nữa gặp lại bồ nha. soon the distant noise of ron straining to shift the rocks was gone. the tunnel turned and turned again. every nerve in harry's body was tingling unpleasantly. he wanted the tunnel to end, yet dreaded what he'd find when it did. and then, at last, as he crept around yet another bend. He saw a solid wall ahead on which two entwined serpents were carved. Their eyes set with great, glinting emeralds. Chẳng mấy chốc nó không còn nghe vọng lại tiếng giòn hì hụi dọn đá nữa. Địa đạo cứ quanh co khúc hìu, hết quẹo rồi đến quanh. Mọi dây thần kinh trên toàn thân Harry đều căng lên một cách hốn khổ. Harry chỉ cầu mong cho địa đạo kết thúc cho rồi. Nhưng khi đi đến khúc cuối của địa đạo, bò qua khúc quanh cuối cùng, thì nó nhìn thấy còn hãi hùng gấp bội. Trước mặt nó là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn lồ xoắn vào nhau, mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cổ sáng lấp lánh. Harry approached. His throat very dry. There was no need to pretend these stone snakes were real. Their eyes looked strangely alive. He could guess what he had to do. He cleared his throat. And the emerald eyes seemed to flicker. Harry tiến đến gần. Cổ họng khô đắng. Chẳng cần phải ép mình nghĩ mấy con rắn bằng đá này là rắn thực. Vì nội những con mắt rắn nhìn cũng hết sức giống động rồi. Harry hiểu là mình phải làm gì. Nó tăng hắng. Và mấy con mắt ngọc bích dường như nhấp nháy. Open. Said Harry. In a low. Faint hiss. The serpents parted as the wall cracked open. The halves slid smoothly out of sight. And Harry, shaking from head to foot, walked inside. Bằng một giọng trầm trầm, run run, Harry zit. Mở ra. Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng, hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt, và Harry, run dày hai chân hít hơi bước vào